Xin chào các bạn nhé. Rất vui là các bạn đã quay trở lại với kênh Trên Hải Phòng. Thì trong những ngày vừa qua thì hàng vạn người dân thành phố Hải Phòng của chúng ta đã vô cùng náo nức để đón chào kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng và lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2022 với chủ đề là Hải Phòng điểm đến thành công sau khoảng hơn 2 năm tạm dừng do cái đại dịch Covid diễn ra vừa rồi. Và hướng đến cái niềm vui hân hoan đó thì ngay tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng trên trục đường Lạch Tray cũng đã diễn ra một sự kiện, đó là lễ hội ánh sáng và công viên khủng long. Nghe cái tên thì rất là hấp dẫn đúng không? Đặc biệt là đối với lại các cái em thiếu nhi. Và với cái khoảng thời gian xuyên suốt từ ngày 10 tháng 5 đến khoảng 15-16 tháng 5 vừa qua ấy, thì sự kiện lễ hội ánh sáng và công viên khủng long đã thu hút được rất đông đảo sự quan tâm của người dân thành phố Hải Phòng đến xem. Không chỉ có cái sự hiện diện của các cái gia đình có trẻ em nhỏ mà còn thu hút được sự yêu thích của các bạn trẻ. Mọi người cùng nhau đến đây để tham quan cũng như là chụp ảnh check-in để lưu lại những hình ảnh đẹp của lễ hội. Và để vào tham quan sự kiện này thì theo như tôi được biết, ban tổ chức đã dựng quầy bán vé ở hai bên cửa ra vào của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp. Và giá vé của lễ hội này có mức là người lớn là 80k, trẻ em là 50k một vé. Hiện tại thì cái khoảng thời gian tôi quay sự kiện này thì vào khoảng 6 giờ tối, nên các bạn có thể thấy hơi ít khách tham quan đến để mà chiêm ngưỡng cái khu vực công viên ánh sáng và khủng long này. Tuy nhiên thì buổi tối khi mà ánh đèn nó rực rỡ hơn và cũng là cái thời gian mà mọi người đi chơi thì cũng rất là đông các bạn ạ. Ngay bên cạnh của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp là và đài tưởng niệm liệt sĩ Hải Phòng ấy, thì cũng đang có một cái dự án vừa được gấp rút hoàn thành đúng thời điểm diễn ra lễ chào mừng 67 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Đó chính là dự án công viên cây xanh. Thì tôi cũng có một cái video quay về cái công viên này rồi. Hiện tại thì dự án này tuy đã hoàn thành nhưng vẫn chưa được phủ xanh bởi cây cối mới được trồng thôi, chưa lên xanh tốt lắm. Và ngay cạnh dự án công viên cây xanh là một cái tòa nhà của Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Mong rằng thì sau thành công của dự án công viên cây xanh thì Cung Văn hóa Thiếu nhi sẽ được Ủy ban thành phố quy hoạch lại nhằm phù hợp với cái xu thế phát triển mới để đem lại những lợi ích thiết thực cho các cháu nhỏ của thành phố cảng chúng ta. Kênh Trên Hải Phòng thì cũng đã có một cái video giới thiệu về công viên cây xanh này, và video được ghi hình trong những ngày mà dự án đang gấp rút thi công ngày đêm để kịp tiến độ mà thành phố đề ra. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể theo dõi cái dự án này qua cái kênh của chúng tôi nhé. Khi bắt đầu các bạn bước vào trong để tham quan cái sự kiện lễ hội ánh sáng và công viên khủng long thì đầu tiên sẽ có con đường hình trái tim được thiết kế với hàng triệu bóng đèn LED lấp lánh rất là nhiều màu sắc. Chính giữa của Cung Văn hóa Việt Tiệp được dựng sân khấu để biểu diễn ca nhạc và biểu diễn xiếc. Đi vào bên trong khu vực lễ hội thì có rất nhiều những biểu tượng đẹp được thiết kế bằng đèn LED, như là mô hình tháp Eiffel này, mô hình ông mặt trời này, hình mặt trăng và những ngôi sao, rồi hình cối xay gió, đàn piano và đường vòm ánh sáng. Khi các bạn đi qua con đường vòm ánh sáng sẽ là khu vực mà ban tổ chức đặt công viên khủng long. Ở đây thì có 6 mô hình khủng long được thiết kế từ cao su. Điều đặc biệt là ở các cái chú khủng long này là có thể di chuyển được phần khớp cổ và phát ra những cái âm thanh gầm gừ. Với những cái mô hình đáng yêu như vậy thì đây là một cái địa điểm khám phá được các bạn nhỏ đặc biệt yêu thích.
Nhưng mà nhìn chung thì lễ hội ánh sáng và công viên khủng long nhìn từ trên cao xuống khi được quay bằng flycam, theo cá nhân của tôi thì thấy thực tế lễ hội chưa xứng tầm với cái tên và cái sự mong đợi của người dân thành phố. Và cái mô hình ở trong lễ hội cũng chưa nhiều. Giá vé thì theo tôi đánh giá là cũng chưa hợp lý lắm. Có thể nói rằng không chỉ có các điểm như là Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên thành phố, Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hải Phòng, mà Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp đều là những cái địa điểm gắn liền với tổng thể những cái chuỗi không gian văn hóa quan trọng của thành phố Hải Phòng. Những cái địa điểm này thì được coi là khu vực đặc biệt quan trọng đối với đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, là nơi mà thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, chính trị, thể thao lớn của thành phố Hải Phòng và cũng là những cái điểm nhấn về không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị. Chúng ta hãy tìm hiểu một chút về Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp nhé. Nơi đây thì do Hội đồng Trung ương các công đoàn Tiệp khắc cũ tặng giai cấp công nhân Việt Nam, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho công nhân và nhân dân lao động thành phố cảng, và được khởi công xây dựng vào ngày 16 tháng 12 năm 1986. Sau đó thì nó được khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 17 tháng 12 năm 1989. Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp là một cái đơn vị sự nghiệp hoạt động trên cái lĩnh vực văn hóa, nằm trong hệ thống các cái cung văn hóa, nhà văn hóa lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trực tiếp quản lý và chỉ đạo. Thì ở đây thì cung có cái chức năng và nhiệm vụ là phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố Hải Phòng và của tổ chức công đoàn, tổ chức các cái hoạt động văn hóa thể thao, rồi tạo lập các cái câu lạc bộ sở thích nhằm thu hút đông đảo quần chúng đến tham gia sinh hoạt và vui chơi giải trí. Qua đó thì thực hiện cái chức năng giáo dục định hướng và góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân viên chức và nhân dân lao động thành phố cảng. Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp thì có một cái vị trí khá là thuận lợi ngay cái trung tâm thành phố và có khuôn viên cũng khá là lớn, môi trường thì trong lành. Và đây là một cái địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động lớn của Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Theo tôi nhớ thì lễ hội ánh sáng không phải là cái lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố cảng Hải Phòng chúng ta đâu, mà lễ hội này tôi đã thấy là từng diễn ra tại Cung Văn hóa Thanh niên số 45 Lạch Tray vào tháng 6 năm 2019 rồi. Lễ hội này thì không chỉ diễn ra tại thành phố Hải Phòng của chúng ta mà còn có mặt tại rất nhiều các cái tỉnh thành trên cả nước cũng như là trên toàn thế giới nói chung. Tuy cái cách tổ chức cũng như là cách thiết kế cũng như là các cái cách thức hoạt động khác nhau, nhưng mà mỗi sự kiện đều mang đến những ý nghĩa riêng, một cái phong thái riêng. Dù sự kiện có được tổ chức hoàn hảo hay còn nhiều thiếu sót, nhưng mà nhìn chung thì với sự cố gắng chuyên nghiệp của ban tổ chức thì đã tạo lên một cái không gian đầy màu sắc và thú vị, mang đến cái niềm vui, sự thích thú cho khách tham quan khi tới lễ hội. Tuy nhiên thì tại cái lễ hội này của Hải Phòng thì tôi thấy là nó cũng còn thiếu cái gì đấy, nó chưa xứng tầm lắm. Thì các bạn đã đi rồi, các bạn có cảm nhận gì thì các bạn hãy comment xuống bên dưới để chúng tôi được biết nhé.
Còn bây giờ thì bên mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn muốn kênh Trên Hải Phòng chúng tôi quay thêm những cái dự án, những công trình, những địa điểm nào của thành phố Hải Phòng thì đừng ngần ngại mà comment ngay dưới bên dưới cái video này để bên mình sắp xếp đi ghi hình nhé. Và đừng quên like, ấn subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.